Vâng, hiện tại thì tuyến đường Linh Đông bị rất nặng. Bởi vì bây giờ phường Linh Đông đang bị cách ly. Tất cả mọi nẻo đường đều bị nước cách ly và nước rất cao. Hầu như mọi tất cả mọi đường. Không chỉ vượt qua được một con đường mà thôi, mà phải vượt qua rất nhiều đường. Qua rất nhiều người thì mới có thể về được nhà của mình, ít nhất phải vượt qua được 2 lần. Và những cái xe nào tốt thì mới có thể là đi được. Và như những xe nào vượt qua được 1 cái thì mình chết máy. Vâng, có những thanh niên ngáo đá thì rất là thích thú với những trò chơi này. Đây là đường Linh Đông, nước như suối. Và đoạn đường này là nước trực tiếp chảy từ sông chảy vô. Hầu như mọi tuyến đường ở đường Linh Đông, phường Linh Đông đều bị cách ly và rất nặng. Tôi không biết là tôi có thể vượt qua được cái đoạn đường cuối cùng này không. Đoạn đường từ Phạm Văn Đồng đi vô miếu thì cũng ngập rất nặng. Và đoạn đường Phạm Văn Đồng đi vào đường Linh Đông, Tô Ngọc Vân cũng rất nặng. Rất khó khăn để qua, bởi vì ai cũng muốn đi hết á. Đặc biệt là bây giờ với một dàn xe như thế này thì làm sao qua đường được. Rất khó khăn để mà đi tiếp, chưa kể nước phía trước mặt là rất sâu nữa. Nước ở đây thì là sâu nhất, là nước sâu. Còn đi chậm như thế này nữa, vẫn chen chúc nhau nữa, khả năng chết máy là rất là cao. Đường thì dòng xe lớn cực kỳ nhiều. Hai bờ đã vào ngoài thành phố, mong về trong bây giờ. Bây giờ không khí ở đây như ngày hội vậy đó. Bây giờ trước mắt là nước.
xe của tôi sẽ chết máy, mày nó sống lại. Lúc rất là cao, còn người chết máy cũng rất là nhiều. Lúc là cao vậy còn biết chậm vậy, khả năng chết máy là quá cao rồi. May mắn là tôi đã vượt qua được. Rất đông, rất đông. Phường Liên Đông bây giờ đang bị phong tỏa rất nặng. May là có thế giới gì đó, mình nhận nghe được rồi. Hầu như xe bị chết máy rất nhiều sau khi đã vượt qua được cái đoạn đường này. Tạo Chúa là tôi vượt qua được tất cả những cái chặng đường đó để có thể về tới nhà mình. Và hiện tại thì tình hình rất phường Linh Đông bị phong tỏa rất nặng. Và những tiệm sửa xe hầu như là làm lại thêm ban đêm hết. Bây giờ tôi sẽ đến cái đường số 35. Đường này cũng kẹt xe rất nặng. Ở đây mực nước cũng khá cao và lượng người bị kẹt ở đây cũng khá nhiều. Hầu như tất cả mọi đường đi vào đường Linh Đông rất nhỏ, phường Linh Đông rất nhỏ. Lần mưa lên là chắc chắn nó sẽ bị sóng cuốn vào. Mùi ốc thơm quá. Nhìn con đường này thì không có bị ngập nước. Đây, còn qua bên trái này chúng ta sẽ đến với con đường bị ngập. Con đường này đã đang là cách ly.